Chào mừng các bạn đến với kênh Quản lý Thế Thắng. Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu các bạn một mẫu đồng hồ cơ Vedon, một thương hiệu của Nhật được sản xuất và lắp ráp tại Hồng Kông, Trung Quốc. Cũng giống như dòng iPhone thương hiệu của Mỹ mà lắp ráp tại nhà máy Trung Quốc rồi phân phối đi toàn thế giới vậy. Tôi nói như vậy có nghĩa là nó là hàng chính hãng. Chính vì vậy mà chất lượng hãng của nó rất tuyệt vời. Về thiết kế của nó thì thiết kế phần lỗ máy ở góc 7 và 8 giờ, kim dây trôi ở góc 4-5 giờ và phần đồng hồ 24 giờ ở góc 1 giờ ấy, đồng hồ mặt trăng mặt trời ấy. Thiết kế sai mặt của nó là 40mm với sở hữu là kính sapphire chống xước và chống nước, các bạn có thể đeo tắm giặt rửa tay đi mưa thoải mái. Vỏ của nó, vỏ và dây thì bằng inox mạ PVD màu vàng 18K, rất là sang và đẳng cấp, đúng không ạ? Nhìn về thiết kế của mặt thì rất là tuyệt vời, thể hiện một sự đẳng cấp của dòng doanh nhân, rất là đẹp. Tôi sẽ review kỹ hơn về cái đồng hồ này. Vỏ và dây nhé, khóa thì dạng khóa cánh bướm cân tay, đeo như thế này nó sẽ luôn luôn cân tay, không bị gồ xa bên nào cả, rất là tuyệt vời. Dây dạng dây inox mạ đờ mi vàng 18, rất là sang và đẳng cấp. Mạ kiểu này thì đeo lên tay rất là sang và trẻ trung, không sợ bị già, ok chưa? Tôi sẽ ra được trong máy, tại vì tay tôi có một hồi dầu nên là cầm đâu hoặc là nó sẽ có cái dấu vân tay. Tôi sẽ thể hiện bộ máy này cho các bạn xem này. Ở đây nó sẽ ghi là kính sapphire này, ok chưa? Thương hiệu là Vedon này. Mã đồng hồ là VD3044G này. G có nghĩa là ký hiệu của nam giới, dành cho nam giới. Vỏ và dây bằng inox này. Water resist chống nước, ok chưa? Sở hữu bộ máy của Nhật rất là bền và chính xác. Đấy. Rất tuyệt vời. Ở núm của nó thì có đính một viên đá quý màu xanh, rất là sang và đẹp. Một bộ của nó thì bao gồm có hộp của hãng, thẻ bảo hành hãng 2 năm. Đây, thẻ bảo hành 2 năm. Một cuốn sổ hướng dẫn sử dụng được viết bằng tiếng Trung và bằng tiếng Anh, là hai cái tiếng mà được sử dụng, nhiều người sử dụng nhất trên thế giới hiện nay. Ok chưa nhỉ? Rồi, tôi sẽ đeo thử lên trên tay để các bạn cảm nhận được khi lên tay nó thế nào nhé. Đấy, bấm khóa này, người ta mở ra này. Tại vì thiết kế sai mặt của nó là 40mm, chính vì vậy mà rất là dễ đeo. Hầu hết tất cả mọi cổ tay đều đeo được, lên rất là sang và đẳng cấp, đúng không ạ? Siêu bền luôn. Kính sapphire chống nước, chống xước, các bạn đeo tắm giặt đi mưa thoải mái. Một chiếc đồng hồ cơ lỗ máy như thế này rất là tuyệt vời. Hàng chính hãng nữa. Tôi cam kết là với mức giá rất là tuyệt vời, các bạn có thể sở hữu một chiếc đồng hồ cơ chính hãng, bền, sang. Mình thì ở Hà Nội. Các bạn ở Hà Nội có thể qua trực tiếp cửa hàng của mình ở khu đô thị Tân Tây Đô, Đan Phượng để xem và lấy sản phẩm. Đối với những bạn ở xa thì bên mình sẽ giao đến tận nhà trên toàn quốc. Các bạn nhận đồng hồ được mở ra xem, đúng mẫu với lấy là thanh toán tiền. Số điện thoại của mình đó là 0912681586. Ok chưa? Khách hàng của mình thì có hầu hết ở 63 tỉnh thành trên cả nước, từ Bắc vào Nam tỉnh nào bên mình cũng có hết. Các bạn có thể vào phần cảm nhận của khách hàng trên toàn quốc á, để xem mọi người đã từng mua, đã từng sử dụng, nói về bên mình như thế nào. Đồng thời cũng đóng góp cho mình những cảm nhận của các bạn ở đó. Đó chính là cái nguồn động lực rất là to lớn giúp cho bên mình ngày càng hoàn thiện và phục vụ với khách hàng ngày một tốt hơn nữa. Mình sẽ hướng dẫn qua về cách chỉnh của cái đồng hồ này một chút nha. Cái núm ở giữa này này, các bạn rút ra một nấc, ok chưa? Sau các bạn xoay theo chiều kim đồng hồ. Đây, khi các bạn xoay theo chiều kim đồng hồ thì cái đồng hồ trăng sao ngày đêm á, 24 giờ góc 1 giờ nó cũng sẽ xoay tương ứng. Xoay cảm giác nó rất là êm và nhẹ nhàng. Ok chưa? Ở trên kim này nó có cái phần màu trắng chính là dạ quang. Đấy, có thể xem được giờ vào buổi tối. Chuẩn. Sau khi xoay giờ xong thì các bạn
lấy đúng vào cái giờ hiện tại và đóng lại thôi, sử dụng bình thường. Nó có cái chế độ là chế độ auto, là khi đeo lên tay thì cái bánh đà phía sau này nó sẽ tự động xoay để lên cót cho các bạn. Chính vì vậy mà gọi là automatic, cứ đeo là lên tay là chạy thôi. Còn trong trường hợp các bạn không đeo thì cái núm ở giữa này để nguyên như thế này nhé. Sau đó các bạn xoay theo chiều kim đồng hồ, xoay theo chiều này. Đấy. Xoay các bạn sẽ cảm thấy nặng tay để các bạn lên cót cho nó. Đấy là chế độ lên cót tay. Khi mà trong trường hợp chúng ta không đeo thì chúng ta sẽ lên cót tay cho nó. Và thường thì tôi sẽ lên khoảng 20 vòng, nó sẽ chạy khoảng 2 ngày gì đấy. Đấy. Tùy vào cái tình trạng vòng cót hiện tại là đang căng hay là không căng, ok chưa? Rất dễ dàng. Đừng quên theo dõi mình để xem những mẫu đồng hồ tuyệt vời ở những cái video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào thân ái và quyết thắng.